Trời đất ơi, xong đi làm mà đi shopping làm gì? Con chán làm rồi, con nghĩ làm. À, đâu đâu, đúng rồi. Đây là một trong những nguyên do mà cô lôi con vô đây để mà cô hỏi nè. Tại sao hôm trước không có việc làm á, thì chạy đôn, chạy đáo, chạy đông, chạy tây, chạy ngược, chạy xuôi, xin xỏ hết ngày này tới người kia. À, cô chú, anh chị nào á, xin cho con công việc làm, con làm để con kiếm tiền, con xài, để con chi phí, chứ bây giờ con không có tiền. À, chị, gì vậy? Chị đâu đây? Sao đứng đây? Chị đi uống cà phê. Em lấy túi, hết hồn. Làm gì hết hồn, ai làm gì đâu hết hồn. Có làm gì đâu. Đang làm chuyện xấu đúng không? Không. Nói. Không có làm gì hết. Ngồi xuống. Bỏ cái túi xuống. Giữ nguyên hiện trường. Làm cái gì vậy? Làm cái gì mà gặp tôi mà cái mặt cô hả? Xanh dờn rồi tái mét là sao? Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mọi người.